Khi Chúa Giêsu rao giảng cho chúng ta về Thiên Chúa, Ngài không hề dùng những từ ngữ như là bản thể hay là ngôi vị hay là bản tính, không có. Ngài chỉ nói với chúng ta về Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Thế rồi trong lịch sử giáo hội, bởi vì có nhiều người giải thích không đúng về mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, cho nên giáo hội phải vận dụng những từ ngữ và khái niệm triết học là bản thể, là ngôi vị, là bản tính để trình bày cho nó rõ ràng về mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Và những từ ngữ cũng như khái niệm triết học đó bây giờ nó trở thành xa lạ và khó hiểu, không những đối với người bình dân mà kể cả đối với giới trí thức cũng không dễ hiểu. Cho nên anh chị em cứ an tâm. Cái điều quan trọng là chúng ta phải trở về với chính lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo và cũng nói với chúng ta: Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con của Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì được sống đời đời. Câu này rất quan trọng. Có một nhà chú giải Kinh Thánh đã từng nói rằng giả như có một tai nạn nào đó mà sách thánh biến mất, nhưng chỉ cần giữ một câu này thôi thì cũng đủ rồi. Thế cho nên chúng ta tập trung vào câu này của Chúa Giêsu: Thiên Chúa yêu thương thế gian. Anh chị em học giáo lý thấy nói về Thiên Chúa là đấng toàn năng, phép tắc vô cùng, biết hết mọi sự, ở khắp mọi nơi. Đúng như thế. Nhưng nếu có một định nghĩa nào trong Kinh Thánh về Thiên Chúa thì chỉ có thể là định nghĩa này: Thiên Chúa là tình yêu. Thế thôi. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con của Ngài. Cái tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua sự cho đi, qua sự hiến ban. Và Chúa Giêsu từng nói rằng không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người dám hiến mạng sống cho người mình yêu. Ở đây cũng vậy, Thiên Chúa thể hiện tình yêu của Ngài bằng cách là trao ban chính Con của Ngài, trao ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta. Và để làm gì? Yêu thương ai? Là muốn đem đến điều tốt lành nhất cho người mình yêu thương. Giống như anh chị em yêu thương con cái của anh chị em, phải chấp nhận bao nhiêu hy sinh vất vả để đem lại những cái gì tốt nhất cho con cái của mình. Thì cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương thể hiện tình yêu đó bằng cách hiến ban Con của Ngài cho chúng ta, để nhờ đó chúng ta có sự sống đời đời, được cứu độ là như thế. Thế thì cái tình yêu mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là chúng ta vừa suy nghĩ với nhau, đó là tình yêu hướng ra bên ngoài, yêu thế gian mà hướng ra bên ngoài. Nhưng mà trước khi cái tình yêu đó hướng ra bên ngoài thì tình yêu đó đã nội tại ở trong cung lòng của Thiên Chúa. Ngôn ngữ thần học người ta phân biệt ad extra và in se. Trước khi là cái tình yêu trào ra bên ngoài dành cho thế gian thì đã là cái tình yêu nội tại nơi cung lòng của Thiên Chúa. Nơi cung lòng của Thiên Chúa đó là tình yêu của Cha dành cho Con, của Con dành cho Cha, một tình yêu trọn vẹn và phong phú đến nỗi Chúa Giêsu diễn tả là mọi sự
của cha là của con và mọi sự của con là của cha. Và cái sự hiệp thông yêu thương đó, cái mối dây liên kết yêu thương đó là Thánh Thần. Không có lý luận nào mà có thể giải thích cho trọn vẹn. Nhưng mà có một hình ảnh gọi là loại suy. Trong triết học người ta nói loại suy có nghĩa là một cái hình ảnh nó từ đời thường của chúng ta này, mình có thể quan sát được, mà nó giúp mình hiểu phần nào về những điều vượt lên trên tâm trí của chúng ta. Thì ở đây cũng vậy, không phải là giải thích, nhưng là một hình ảnh loại suy để giúp mình hiểu phần nào về mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Cái hình ảnh đó là chính gia đình của anh chị em. Người chồng yêu thương vợ, người vợ yêu thương chồng, và chính cái tình yêu nên một đó được đúc kết nơi đứa con. Cho nên các cháu nó mới có một bài hát là ba yêu con vì con giống mẹ, mẹ yêu con vì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Cái hình ảnh đó một phần nào nó giúp cho chúng ta hiểu được cái tình yêu hiệp thông nơi Thiên Chúa Ba Ngôi là thế nào. Vậy thì thưa anh chị em, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi có thể soi sáng gì cho cuộc đời của chúng ta? Quan trọng lắm à. Anh chị em nhớ dùm tôi ngay trang đầu tiên của Kinh Thánh khi kể về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã nói Thiên Chúa tạo dựng con người làm sao? Tạo dựng con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên tất cả chúng ta đây này, những con người là được Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Như vậy thì những gì nói về Thiên Chúa cũng là nói về chúng ta. Mà Thiên Chúa ở đây là Thiên Chúa Ba Ngôi, không phải là một Thiên Chúa cô độc, mà Thiên Chúa của tình yêu hiệp thông. Chính vì thế tôi được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, thì nếu tôi sống với tình yêu hiệp thông đó phong phú bao nhiêu, tôi càng trở nên giống Chúa bấy nhiêu, tôi càng là người bấy nhiêu. Định nghĩa về con người của Kitô giáo nó độc đáo ở chỗ đó. Trong thời đại của chúng ta đang sống, người ta có khuynh hướng đề cao của cải vật chất, nhìn giá trị con người ở chỗ là có nhiều của cải vật chất. Và bởi vì nhìn giá trị con người như thế, cho nên người ta ra sức để thu gom của cải vật chất cho thật nhiều, kể cả bằng những cái phương thế bất lương, bất nhân, bất nghĩa nhất, miễn sao tôi có nhiều của cải. Người ta tưởng mình là người hơn, mà hóa ra lại giống con vật hơn. Và bởi vì lấy của cải vật chất làm tiêu chuẩn để đánh giá con người, cho nên dễ hiểu thôi, người nghèo bị gạt ra bên lề xã hội. Một xã hội phi nhân, một xã hội không có tình người. Kitô giáo của chúng ta được lời Chúa soi sáng, mình nhìn khác. Cái giá trị con người là ở chỗ tôi trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, tình yêu hiệp thông. Tôi càng cố gắng để sống với tình yêu hiệp thông đó bao nhiêu, tôi càng là người bấy nhiêu. Và bởi vì mỗi một con người đều là hình ảnh của Chúa, cho nên người đó dù giàu hay nghèo, dù trí thức hay bình dân, dù lành lặn hay khuyết tật, dù da trắng hay da đen, chúng ta đều phải tôn trọng, bởi vì đó là hình ảnh của Chúa. Và khi cả xã hội mà sống theo cái định hướng như thế, anh chị em thấy không? Sẽ là một xã hội có tình người hơn,
Một thế giới có tình người hơn, một thế giới biết chia sẻ và liên đới với nhau nhiều hơn, một thế giới tốt đẹp hơn. Cho nên mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thực sự rất gần gũi với chúng ta và rất quan trọng, bởi vì giống như là một nguồn sáng soi đường, chỉ lối đời sống làm người cho chúng ta. Và nếu anh chị em và tôi mình cố gắng để ngay từ cuộc sống hiện tại sống với tình yêu hiệp thông đó, thì có thể nói là ngay từ trần gian này chúng ta đã bước đi trong quỹ đạo của Thiên Chúa Ba Ngôi, và công việc của chúng ta làm trở thành lời tôn vinh Thiên Chúa, như chúng ta vẫn đọc sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.